Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vậy là trailer tập 160 của Thế Giới Hoàn Mỹ cuối cùng cũng đã được cập nhật. Dù hình mẫu mới của Thạch Hào vẫn chưa được thay thế, thế nhưng lượng thông tin thực sự bùng nổ. Thạch Hào thành công đốt cháy thần hóa, đánh bại tất cả cường giả trong bí cảnh thiên cổ, không chỉ tàn sát yêu long đạo môn mà còn tiến vào tiểu thiên thế giới, đánh cắp được thánh dược. Tình cờ gặp được Hồng Hoàng đang bị truy sát, Thạch Hào đã dũng cảm giải cứu người đẹp. Hãy cùng LTG đi tìm hiểu nội dung của Thế Giới Hoàn Mỹ tập 160 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Những người bạn cũ của Thạch Hào đã bước vào bí cảnh tiên cổ và tham gia trận chiến thiên tài 3.000 châu. Trong số đó có cả Hồng Hoàng. Chỉ là tình huống của Hồng Hoàng không tốt cho lắm. Có thể thấy từ bản xem trước rằng Hồng Hoàng đã đột nhập vào một tiểu thiên thế giới, mục đích tìm kiếm một loại cây thánh dược, đó là lãnh thổ của Minh tộc. Hồng Hoàng đang gặp rắc rối lớn. Minh tộc trực tiếp phái ra rất nhiều cao thủ. Những người này không chỉ muốn lấy đi thông tin về thánh dược, mà còn dùng toàn lực truy đuổi cô nàng. Đánh giá từ trailer, Hồng Hoàng đã bị truy sát. Sức mạnh của bản thân Hồng Hoàng chỉ ở mức độ trung bình, chắc chắn không phải là đối thủ của Minh tộc. Mà hầu như những kẻ đuổi theo cô đều là các cao thủ. Ngay khi Hồng Hoàng bị một trong những đầu lĩnh mạnh nhất của Minh tộc vây khốn, Thạch Hào đã xuất hiện một cách độc đoán. Từ bản xem trước có thể thấy rằng, khi Thạch Hào trở thành thần, cậu đã bị yêu long đạo môn, hỏa vận động và các thế lực khác tấn công và săn giết. Cậu đương nhiên sẽ phải thù liễm lại sức mạnh. Nhìn Thạch Hào sử dụng bất tử đỉnh nấu đồ ăn, nguyên liệu ở bên trong đều là đồ xịn của yêu long đạo môn. Sau một bữa ăn ngon lành, Thạch Hào đã lên đường. Thật là trùng hợp, ngay khi Thạch Hào đột nhập vào tiểu thiên thế giới của Minh tộc, cậu đã gặp được Hồng Hoàng. Khi bạn bè gặp khó khăn, Thạch Hào đương nhiên sẽ giúp đỡ. Có thể thấy từ đoạn trailer giới thiệu trước, Thạch Hào đã dùng sức mạnh của chính mình để thu hoạch đầu của những kẻ đứng đầu Minh tộc. Thạch Hào cầm hư không chiến kích và bất khả chiến bại. Với sức mạnh sấm sét của mình, cậu dễ dàng tiêu diệt tất cả những cường giả Minh tộc ở trong tiểu thiên thế giới, còn được coi là một trận chiến hứng thú đối với bản thân. Từ bản xem trước chúng ta cũng có thể nhìn thấy hai thân ảnh mới đã xuất hiện. Một người là Lạc Đáo tới từ Xích Châu, có một thành tước cốt kiếm không gì là không thể xuyên thủng, nghe đồn chính là xương sơ đại của hắn, khi mở tuôn giả cánh thì đã có thể giết chết thần linh. Người còn lại mặc áo màu xanh và có mái tóc dài màu bạc, hắn chính là Lam Nhất Trần. Chủng tộc Lam Nhất Trần rất là bất phàm, bắt nguồn từ Lam Kim Lĩnh, là một loại tinh kim nào đó thông linh rồi hóa thành hình. Tộc này không lớn thế, thế nhưng những người xuất hiện đều kinh khủng vô cùng, mà tên Lam Nhất Trần này lại là người trẻ tuổi nổi danh nhất của tộc này. Tung hoành một phương, đại chiến cường giả khắp nơi, xưng tôn ở một châu chỉ với tôn giả cánh. Sau khi giải cứu Hồng Hoàng và giết chết đầu lĩnh Minh tộc, Thạch Hào tiếp tục khám phá tiểu thiên thế giới và phát hiện ra một loại thánh dược. Đây cũng là lý do cơ bản khiến đầu lĩnh Minh tộc đuổi theo Hồng Hoàng, không muốn Hồng Hoàng tiết lộ tin tức có một loại thánh dược ở tiểu thế giới này. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hào đã phá vỡ pháp trận và cướp lấy thánh dược, Lạc Đạo và Lam Nhất Trần đã xuất hiện, mục đích cướp lấy thánh dược. Khi họ tấn công Thạch Hào, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Thạch Hào đã chiến đấu dữ dội, buộc Lạc Đạo và Lam Nhất Trần phải đầu hàng và thuần phục Thạch Hào. Tuy bọn họ đã thuần phục Thạch Hào, thế nhưng thực ra họ đã trở thành kẻ khâm phục tài năng của Thạch Hào. Đánh giá từ trailer, còn có một kẻ mặc đồ đen xuất hiện. Hắn ta có khí chất kỳ lạ, hắn chính là một chí tôn của Minh tộc, cũng là thiên tài mạnh nhất, địa vị cực kỳ cao. Khi mà Thạch Hào giết chết những đầu lĩnh của Minh tộc cũng đã đề cập tới. Theo truyền thuyết, hắn là một xác chết cổ xưa từ thuở sơ khai của thế giới, là tộc sống lại kiếp khác từ xác chết, sức mạnh siêu nhiên cổ xưa mạnh mẽ. Đánh giá từ trailer, hắn ta đang ngồi trên ngai vàng, trông khá là độc đoán. Tuy nhiên, hắn vẫn đang ẩn giật để phấn đấu cho một cảnh giới cao hơn và sẽ không xuất hiện trong thời gian dài. Nhưng một khi thoát khỏi bế quan, Thạch Hào tất nhiên sẽ phải cùng với hắn chiến đấu. Trên đây là toàn bộ nội dung của Thế Giới Hoàn Mỹ tập 160. Các bạn có mong chờ cuộc chiến giữa Thạch Hào và Minh tộc hay không? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.